Chào các con học sinh lớp 5 Cô rất vui khi được gặp lại các con trong giờ toán Các con xem video bài giảng Thấy cô giảng dễ hiểu Bấm nút thích Chia sẻ cho các bạn cùng xem Nếu bạn nào chưa đăng ký Vui lòng đăng ký để được xem các video tiếp theo Kênh Dạy con học tiểu học nhé Giờ toán hôm nay chúng ta học bài Chu vi hình tròn Sách giáo khoa toán 5 trang 97-98 Giờ học trước, các con đã nắm được đặc điểm hình tròn và đường tròn. Hình tròn là cả một khối. Còn đường tròn là đường bao quanh hình tròn. Chu vi hình tròn chính là độ dài của đường tròn. Để giúp các con xây dựng được công thức và quy tắc tính chu vi hình tròn, cô giáo đã chuẩn bị hai vật dụng. Đó là một miếng bìa và một thước kẻ có vạch chia cm và mm. Để chúng ta quan sát cô giáo chuẩn bị một cái miếng bìa cứng và một cái thước kẻ chia sẵn vạch cm và cm và mm miếng bìa cứng cô giáo vẽ và cắt thành một hình tròn có bán kính là 2 cm cô giáo đánh dấu một điểm trên cái đường tròn ví dụ cô giáo đánh dấu điểm a trên cái đường tròn này sau đó cô giáo đặt điểm a của trên cái đường tròn. chung với cái vạch không. Đấy, vạch không ở trên cái, cái, cái thước mà cô giáo đã chuẩn bị có uh, sẵn vạch, chia sẵn vạch cm và mm. Đấy. Bây giờ cô giáo lăn một vòng hình tròn. Đấy, từ trái sang phải nhé. Cô giáo lăn một vòng từ trái sang phải này. Lăn một vòng từ trái sang phải. Trên cái thước chia vạch cm này. Đấy. Thì. Khi hết một vòng, cái điểm A bắt đầu từ đây, lăn một vòng, điểm A đến đúng chỗ điểm B này, đấy, là được một vòng, được một vòng cái đường tròn này, đặt chung, chung điểm B. Mà cái điểm B này nằm giữa vị trí 12,5, 12,6 cm đấy, trên cái thước kẻ này. Vậy độ dài của đường tròn bán kính 2 cm, chính là độ dài của đoạn thẳng AB đúng không? Đấy. Điểm A này người ta vòng lăn một vòng đến đây. Thì đây độ dài của đường tròn có bán kính 2 cm chính là độ dài của đoạn thẳng AB. Độ dài của đường tròn gọi là chu vi của hình đó, đấy, của hình tròn đó. Thì như vậy, hình tròn có bán kính 2 cm có chu vi trong khoảng à, 12,5 đến 12,6 cm. Hay nói một cách khác, hình tròn có đường kính 4 cm thì có chu vi trong khoảng 12,5 cm đến 12,6 cm. Vì bán kính là 2 cm thì đường kính là 4, vì đường kính gấp đôi bán kính. Thế trong toán học thì người ta có thể tính chu vi hình tròn có đường kính 4 cm như chúng ta vừa làm ví dụ đây bằng cách là nhân đường kính với số 3,14. Đường kính là 3, 3, đường kính là 4 nhân với 3,14 phải không? Thì 4 nhân với 3,14 bằng 12,56 cm. Đấy cô giáo nhắc lại nhé. Trong toán học người ta có thể tính cái chu vi hình tròn có bán kính là 2 cm hoặc đường kính là 4 cm thì bằng cách là lấy đường kính là 4 nhân với cái số 3,14 thì bằng 12,56 cm. Cái số 13,14 người ta quy định trong toán học bằng 12,56 cm. Thế vậy qua cái cách tính vừa rồi, cách tính chu vi của hình tròn có bán kính là 2 cm hoặc đường kính là 4 cm thì chúng ta có thể phát biểu về quy tắc tính chu vi của hình tròn như thế nào nhỉ? À, Muốn tính chu vi của hình tròn thì ta sẽ lấy đường kính nhân với số 3,14 đúng không? Đấy như vậy ở đây là 4 nhân 3,14 này. Đấy. Cô nhắc lại này, muốn tính chu vi của hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. Đó là quy tắc trong sách giáo khoa trang 98. Nếu như cô giáo gọi à, chu vi của hình tròn là C. Đấy, C viết in hoa. Còn đường kính của hình tròn cô giáo gọi là d thì chúng ta có công thức tính chu vi của hình tròn c bằng d nhân 3,14 c là chu vi này ký hiệu là chu vi còn d ký hiệu là đường kính của hình tròn c bằng 3 à d nhân với 3,14 nếu như à, bài toán nào mà cho biết bán kính của hình tròn Đấy. bây giờ nếu cho biết bán kính của hình tròn thì ta làm thế nào? Ta tính được uh, chu vi của hình tròn. À, nếu cô giáo uh, ký hiệu cái chữ bán kính với cái bán kính này, bán kính của hình tròn đây này. Là chữ R. Thì công thức tính chu vi của hình tròn bằng uh, R nhân 2 phải không? C bằng R nhân x 2 nhân x 3,14. Tại sao nhân 2? À bởi vì chúng ta phải uh, chúng ta phải tính được đường kính phải không? Vì công thức chính là à, C bằng D nhân 3,14 D là đường tròn Thế đây mới biết bán kính phải bán kính à, D là à, D là đường kính Thế còn R là bán kính không? R mới bằng 1 phần nửa 1 phần 2 của bán kính đường kính Thì chúng ta phải lấy bán kính nhân 2 Đã, không? Để được đường kính Rồi nhân với 3,14 C là chu vi R là bán kính của hình tròn Như vậy Muốn tính chu vi của hình tròn Chúng ta có hai công thức Công thức thứ nhất, nếu biết đường kính thì chu vi bằng đường kính nhân 3,14. Còn nếu biết bán kính của hình tròn thì à, chu vi sẽ bằng bán kính nhân 2 nhân 3,14. Đó là hai công thức tính chu vi hình tròn. Bây giờ chúng mình áp dụng cái công thức này để chúng ta à, làm hai ví dụ tính chu vi của hình tròn. Ví dụ A Ví dụ 1 này. Tính chu vi của hình tròn có đường kính 6 cm. cho biết đường kính của hình tròn là 6 cm. Bây giờ chúng ta tính chu vi hình tròn phải không? Trả lời là chu vi hình tròn là ta lấy đường kính là 6 nhân với 3,14. Cái số 3,14 là cái số đã quy định trong toán học rồi. 6 x 3,14 thì bằng 18,84 cm. Ví dụ 2. Tính chu vi hình tròn có bán kính 5 cm. Ở ví dụ 2 này à, lại cho biết bán kính, thấy không? Bây giờ muốn tính được chu vi hình tròn thì chúng ta phải biết đường kính. Vậy thì ta sẽ lấy bán kính nhân với 2. Chu vi hình tròn là đó là câu trả lời. Đấy, lấy bán kính là 5 nhân với 2 ra đường kính rồi nhân với 3,14. 5 nhân 2 bằng 10. 10 nhân 3,14 thì bằng 31,4 cm. Đấy. Như vậy vừa rồi à, cô cùng các con đã xây dựng được công thức và quy tắc tính chu vi của hình tròn. Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. Và công thức tính chu vi hình tròn nếu biết đường kính thì C bằng d nhân 3,14, tức là đường kính nhân 3,14. Còn nếu chúng ta biết bán kính của hình tròn thì c bằng r nhân 2 nhân 3,14. Tức là chu vi bằng bán kính nhân 2 nhân 3,14. Bây giờ chúng mình vận dụng cái quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn, chúng ta sẽ thực hành làm 3 bài tập trong sách giáo khoa. Trước tiên chúng ta làm bài tập 1. Tính chu vi hình tròn có đường kính D A D bằng 0,6 cm. D B D bằng 2,5 dm. C D bằng 4 5 m. Ở bài 1 cho chúng ta biết đường kính của hình tròn D đấy, là các số liệu đây rồi, các độ dài đây rồi. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng quy tắc để chúng ta tính chu vi hình tròn. Trước tiên, chúng ta làm câu A này. Câu A tính chu vi hình tròn với d bằng 0,6 cm. Chúng ta trả lời là gì nhỉ? Chu vi hình tròn là Đấy, chúng ta áp dụng quy tắc và công thức tính chu vi hình tròn. Công thức tính chu vi của hình tròn biết đường kính thì bằng gì? Chu vi hình tròn bằng đường kính nhân với số 3,14. Đường kính ở đây là 0,6, như vậy ta lấy 0,6 nhân với 3,14. chúng ta đặt nháp để chúng ta nhân này. 0,6 x 3,14 Ta viết thừa số 3,14 trước Nhân với 0,6 6 x 4 bằng 24 Viết 4 như 2 6 x 1 bằng 6 như 2 bằng 8 Viết 8 6 x 3 bằng 18 Viết 18 Còn 0 x 3,14 thì chúng ta không cần phải nhân Bây giờ chúng ta đếm xem phần thập phân của hai thừa số Có bao nhiêu chữ số 1, 2, 3 Ta dùng dấu phẩy tách ở tích bấy nhiêu chữ số kể từ phải sang trái. 1, 2, 3. Như vậy ta được kết quả là 1,884 cm. 1,884 cm. Tiếp tục chúng ta làm câu B. Tính chu vi hình tròn biết đường kính D bằng 2,5 cm chúng ta cũng áp dụng công thức chúng ta tính thôi và ta trả lời là gì chu vi hình tròn là hai năm nhân với số ba phẩy bốn 3,14 nhân 2,5. 5 nhân 4 bằng 20, viết 0 như 2. 5 nhân 1 bằng 5, như 2 bằng 7, viết 7. 5 nhân 3 bằng 15, viết 15. 2 nhân 4 bằng 8, viết 8. 2 nhân 1 bằng 2, viết 2. 2 nhân 3 bằng 6, viết 6. 0, 7 cộng 8 bằng 15, viết 5 như 1. Nhớ 1 sang 5 thành 6, 6 cộng 2 bằng 8, viết 8. 1 cộng 6 bằng 7 viết 7. Ở phần thập phân của hai thừa số có 1 2 3 chữ số ta tách ở tích này 1 2 3. Được 7,850. 7,850 thì chúng ta không cần viết số 0. Và ta viết thành 7,85. Như vậy chu vi hình tròn bằng 7,85. Đơn vị ở đây là dm. Tiếp tục chúng ta làm câu C. Câu C. Tính chu vi hình tròn biết đường kính D bằng 4 phần 5 m. Ta trả lời. Chu vi hình tròn là lấy đường kính nhân với

nhân 3,14 Tức là ta sẽ lấy 3,14 nhân với 4 rồi chia cho 5 Hoặc là ta chia cho 5 trước rồi nhân với 4 sau 3,14 nhân 4 trước này 4 x 4 bằng 16, viết 6 nhớ 1 4 x 1 bằng 4, nhớ 1 bằng 5, viết 5 4 x 3 bằng 12 Ta viết dấu phẩy ở thương tách hai chữ số phải không? 12,56 chia cho 5. 12 chia cho 5 được 2. 2 x 5 bằng 10. 12 trừ 10 còn dư 2. Viết dấu phẩy vào bên phải thương, hạ chữ số 5. ở cạnh số dư được 25. 25 chia cho 5 được 5. Được 5.

đơn vị là mét và cuối cùng chúng ta đáp số đáp số này câu a bằng một tám trăm tám mươi bốn cm câu b bằng tám bảy tám mươi và câu C C bằng 2,512 m. Bài tập vừa rồi, chúng mình đã tính chu vi hình tròn biết đường kính D. Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. Tiếp tục chúng ta chuyển bài tập 2. Bài tập 2, tính chu vi hình tròn có bán kính R. Bán kính R. A, R bằng 2,75 cm, B, R bằng 6,5 dm và C, R bằng 1 phần 2 m. Nếu như bài tập 1 cho biết đường kính tính chu vi hình tròn thì bài tập 2 à, lại cho chúng ta biết là bán kính của hình tròn à, cũng yêu cầu chúng ta tính chu vi hình tròn muốn tính chu vi hình tròn biết bán kính thì ta lấy bán kính nhân với 2 rồi nhân với số 3,14 tức là đầu tiên chúng ta phải tính được đường kính đã sau đó lấy đường kính nhân 3,14 chúng ta áp dụng cái công thức thứ hai và câu trả lời là gì chu vi hình tròn là chúng mình lấy bán kính là 2,75 nhân 2 nhân với số 3,14 Ta lấy 2,75 nhân 2 2,75 nhân 2 2 nhân 5 bằng 10 viết 0 nhớ 1 2 nhân 7 x 14 nhớ 1 bằng 15 viết 5 nhớ 1 2 x 2 bằng 4 nhớ 1 bằng 5 viết 5 phần thập phân của à, thừa số thứ nhất có hai chữ số thì ta tách ở tích hai chữ số được 5,5 à, 5,50 thì viết là 5,5 5,5 rồi chúng ta nhân với số 3,14 3,14 nhân 5,5 5. 5 x 4 bằng 20 viết 0 nhớ 2, 5 x 1 bằng 5, nhớ 2 bằng 7, viết 7, 3 x 5 bằng 15, viết 15. Đấy. 5 x 4 bằng 20, cũng viết 0 nhớ 2, 5 x 1 bằng 5, nhớ 2 bằng 7, viết 7, 5 x 3 bằng 15, viết 15. Giờ ta cộng này, 0 hạ 0, 7 cũng 0 bằng 7, 5 cộng 7 bằng 12, viết 2 nhớ 1. 5 x 6 nhớ 1 bằng 7, viết 7, 1 hạ 1. Phần thập phân của hai thừa số có 3 chữ số ta tách ở tích 1 2 3. Vậy chúng ta được kết quả là 17,270. Ta bỏ chữ số 0 tận cùng của phần thập phân đi ta viết thành 17,27. bằng 17,27 đơn vị là cm. Tiếp tục chúng ta làm câu B. Câu B, tính chu vi hình tròn biết bán kính bằng 6,5dm Chúng ta trả lời là chu vi hình tròn là lấy bán kính nhân 2 nhân 3,14 bán kính bằng 6,5dm

3 x 1 bằng 3, nhớ 1 bằng 4, viết 4. 3 x 3 bằng 9, viết 9. 1 x 4 bằng 4, viết 4. 1 x 1 bằng 1, viết 1. 1 x 3 bằng 3, viết 3. 2 hạ 2, 4 cộng 4 bằng 8, viết 8. 9 cộng 1 bằng 10, viết 0, nhớ 1. Nhớ 1 sang 3 thành 4, viết 4. Tiếp tục, ta cộng à, ta viết dấu phẩy, Phần thập phân có hai chữ số, ta tách ở tích hai chữ số kể từ phải sang trái. Kết quả ta được 40,82. Chu vi hình tròn bằng 40,82. Đơn vị đề cm. Tiếp tục chúng ta làm câu C. Câu C cho biết bán kính bằng 1 phần 2 mét. Bây giờ chúng ta tính à, chu vi hình tròn. R bằng 1,2 1 phần 2 mét chúng ta lấy 1 phần 2 nhân với 2 rồi nhân với số 3,14 và câu trả lời là chu vi hình tròn là 1 phần 2 nhân 2 nhân 3,14 10 4 1/2 nhân với 2 phải không? 1/2 nhân với 2 tức là 2 nhân với tử số. 2/2 hai hai thì bằng 1.

Câu B bằng 40,82 dm. Và câu C bằng 3,14 m. Bài tập 2 vừa rồi chúng mình tính chu vi hình tròn biết bán kính. Muốn tính chu vi hình tròn biết bán kính thì ta lấy bán kính nhân 2 nhân 3,14. Tiếp tục chúng mình chuyển bài tập 3. Bài tập 3. Một bánh xe ô tô có đường kính là 0,75 m. Tính chu vi của bánh xe đó. Bài yêu cầu chúng ta tính chu vi của cái bánh xe ô tô. Biết đường kính là 0,75 m. Thì chúng ta tính chu vi rất là dễ dàng đúng không? Muốn tính chu vi hình tròn ta lấy đường kính nhân với số 3,14. Và cô giáo tóm tắt bài toán như sau. Tóm tắt này. D bằng 0,75 m, D chính là đường kính phải không? Ví dụ C bằng chấm chấm m hỏi chấm. Đường kính bằng 0,75 tính chu vi hình tròn. Ta lấy 0,75 nhân với số 3,14 và câu trả lời là gì? À chu vi của bánh xe ô tô là Đã lấy 0,75 nhân 3,14 ta viết số 3,14 trước vì số có nhiều chữ số hơn nhân với 0,75 vì số 0 ta không cần nhân một lần tích riêng thì chúng ta bớt được một lần tích riêng 5 x 4 bằng 20 viết 0 nhớ 2 5 x 1 bằng 5 nhớ 2 bằng 7 viết 7 5 x 3 bằng 15 viết 15 7 x 4 bằng 28 viết 8 nhớ 2 7 x 1 bằng 7 như 2 bằng 9 viết 9 7 x 3 bằng 21 viết 21 Còn số 0 này chúng ta không cần phải nhân Ta cộng tích chung này 0 hạ 0 8 cộng 7 bằng 15 viết 5 nhớ 1 Như 1 sang 9 bằng 10 10 cộng 5 bằng 15 à, viết 5 0 cộng 0 bằng 0 này 10, 15 viết 5, nhớ 1 Nhớ 1 sang 1 thành 2 2 cộng 1 bằng 3 viết 3 2 hạ 2 Ở phần thập phân của hai thừa số có 1, 2, 3, 4 Chúng ta tách ở tích 1, 2, 3, 4 Chữ số kể từ phải sang trái Như vậy kết quả ta được 2,355 2,355 355. Đơn vị ở đây là mét. Đáp số. hai ba trăm năm mươi lăm mét như vậy vừa rồi chúng mình đã biết cách tính chu vi của hình tròn muốn tính chu vi hình tròn, ta lấy đường kính nhân với số 3,14. Công thức là C bằng D nhân 3,14. Nếu bài toán nào mà cho biết bán kính của hình tròn, thì tính chu vi hình tròn ta lấy bán kính nhân 2 nhân 3,14. Và công thức là C bằng R nhân 2 nhân 3,14. Giờ học của chúng mình đến đây là hết rồi cô chào các con